kinh tế Mỹ liên tục nhận được nhiều thông tin tốt và cũng như mọi khi thì các dấu hiệu tích cực này lại khiến người ta băn khoăn liệu Fed có sớm rút lại chương trình mua trái phiếu hàng tháng của mình hay không. Số việc làm ở khu vực tư nhân tăng mạnh, thâm hụt thương mại được thu hẹp, doanh số tiêu thụ nhà mới xây cũng nhảy vọt lên mức cao nhất trong hơn 33 năm qua. Điều này cho thấy chuyện tăng lãi suất thế chấp chẳng ảnh hưởng gì tới sự phục hồi của thị trường này. Tất cả những dữ liệu trên chỉ có thể quy về một đầu mối duy nhất, liệu bấy nhiêu có đủ để Fed rút lại chính sách nới lỏng định lượng của mình. Tôi nghĩ thị trường nên chuẩn bị tinh thần chuyện đó sẽ xảy ra vào đầu năm sau, vào khoảng tháng 1 hay tháng 3. Tôi nghĩ khoảng 60% là vào cuộc họp tháng 3. Các chuyên gia kinh tế cũng tỏ ra rất lạc quan khi nói về kinh tế Mỹ, mặc dù bên cạnh các dấu hiệu tích cực, cũng còn cái này cái kia chưa được như kỳ vọng. Nhưng nhìn chung tất cả đều đồng quan điểm rằng tốc độ hồi phục của kinh tế Mỹ đang rất ổn định. Chúng tôi không ngạc nhiên với tốc độ hồi phục hiện tại. Thị trường nhà ở là luồng gió căng buồm con thuyền kinh tế Mỹ, nhưng ảnh hưởng tiêu cực về vấn đề tài chính cũng đã bắt đầu nhạt đi rồi. Nhưng nói gì thì nói, trong suốt một năm qua, ai cũng thấy Fed là một cơ quan hay thay đổi, và chỉ cần một báo cáo, một dữ liệu về tình hình việc làm hàng tháng cũng có thể củng cố hoặc làm lung lay kế hoạch rút lại gói QE của cơ quan này.